kỳ ngộ giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. Các bộ sử cũ thường coi Hồng Bàng là dòng họ đầu tiên đã có công dựng nước, tuy mức độ có khác nhau nhưng nhìn chung tất cả đều dựa vào những ghi chép của sách Lĩnh Nam Trích Quái để viết về họ Hồng Bàng. Nay xin theo Hồng Bàng thị truyện, chuyện họ Hồng Bàng trong Lĩnh Nam Trích Quái giới thiệu cuộc kỳ ngộ giữa Lạc Long Quân với Âu Cơ như sau. Cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông là Đế Minh, sinh ra Đế Nghi. Đế Minh nhân đi tuần thú phương Nam, tới miền Ngũ Lĩnh, gặp con gái bà Vũ Tiên, đem lòng yêu thích rồi cưới về, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục dung mạo đoan chính, tuổi nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, Đế Minh lấy đó làm sự lạ, bèn truyền ngôi cho, nhưng Lộc Tục cố nhường cho anh là Đế Nghi, chứ quyết không dám nhận. Đế Minh vì thế đã cho Đế Nghi thay mình cai trị ở phương Bắc, còn Lộc Tục thì được phong làm Kinh Dương Vương cai quản vùng phía Nam, gọi là nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương có tài xuống Thủy Phủ, nhân đó lấy con gái của Động Đình Quân là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm tức Lạc Long Quân sau thay cha trị nước, còn Kinh Dương Vương không rõ đi đâu. Lạc Long Quân chỉ cho dân cách cày cấy, dạy cho dân cách ăn mặc. Nước nhà từ đó mới có thứ tự vua tôi trên dưới, có luân thường của cha con vợ chồng. Lắm lúc Lạc Long Quân trở về Thủy Phủ mà trăm họ vẫn được yên vui, hệ dân có việc cứ gọi Lạc Long Quân rằng: "Bố ơi, sao không về cứu chúng con?" Thế là Lạc Long Quân liền trở về ngay. Người Việt gọi phụ là cha hoặc bố, gọi quân là vua là như vậy. Sự oai linh cảm ứng của Lạc Long Quân không ai có thể lường được. Sau, Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai. Nhận thấy phương Bắc bình yên vô sự, nhớ chuyện ông mình là Đế Minh đi tuần thú phương Nam mà gặp được tiền nữ, Đế Lai bèn sai kẻ bề tôi thân cận là Suy Vưu thay mình giữ nước rồi đi tuần du xuống nước Xích Quỷ ở phương Nam. Đến nơi, Đế Lai thấy Lạc Long Quân đã về Thủy Phủ, trong nước kẻ như vô chủ, bèn cho con gái yêu của mình là Âu Cơ cùng những kẻ theo hầu ở lại nơi hành tại, còn mình thì đi chu du khắp thiên hạ, trải xem hết mọi thắng cảnh, thấy đủ hoa thơm cỏ lạ, chim hay thú hiếm, sừng tê ngà voi hoặc đổi mồi bạc vàng châu báu hoặc trầm hương quế vân vân, cùng mọi thứ sơn hào hải vị. Nhận thấy khí hậu bốn mùa mát mẻ, không nóng cũng không lạnh, Đế Lai lòng những yêu thích mà quên cả chuyện trở về. Nhân dân nước Nam khổ vì sự phiền nhiễu, không còn được yên lành như trước, ngày đêm mong ngóng Lạc Long Quân trở về, bèn cùng nhau cất tiếng gọi rằng: "Bố ơi, bố ở đâu? Hãy mau về cứu chúng con." Lạc Long Quân bỗng chốc trở về, thấy Âu Cơ đang ngồi một mình, dung mạo tuyệt đẹp, lòng những yêu thích, bèn hóa phép, biến thành một chàng trai hình dáng xinh đẹp, tả hữu và trước sau có rất đông kẻ hầu người hạ. Tiếng nhạc vang đến tận nơi hành tại mà Âu Cơ đang ngồi. Âu Cơ thấy Lạc Long Quân, lòng cũng siêu siêu. Lạc Long Quân bèn đón Âu Cơ về Long Trang. Đế Lai trở về, không thấy Âu Cơ, bèn sai quần thần đi tìm khắp thiên hạ. Nhưng Lạc Long Quân có phép thần, biến hóa trăm hình ngàn vẻ, đủ yêu tinh ma quỷ, rồng rắn hổ voi vân vân, khiến cho kẻ đi tìm sợ hãi, không dám sục sạo. Đế Lai vì thế phải về phương Bắc. Không thể nói khác hơn rằng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã có một cuộc kỳ ngộ. Người từ phương xa theo cha đi chu du khắp cõi, tình cờ dừng bước ở đất Xích Quỷ, người làm vua một phương được dân thương mà gọi là bố. Xứ sở chẳng cùng, tuổi tác cách biệt, thế mà vừa gặp đã rung động về nhau, lạ thay. Xét về thế thứ, Lạc Long Quân và Đế Lai là anh em con chú, con bác với nhau. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, tức là con gái của anh con nhà bác vậy. Có người nhân đó mà nghiêm phê rằng luân thường đạo lý đảo điên, mối họa cho thiên hạ thật khó mà lường được. Song lấy khuôn mẫu đạo đức hiện thời để xét đoán hành vi của thiên cổ, trong chỗ ngỡ như đúng, cái sai đã chất chứa sẵn rồi. Đọc sách đâu phải chỉ đọc chữ trong sách, ngàn xưa vẫn thế, nỗi tâm sự cần ký thác thường hay nằm ở giữa những dòng chữ hoặc ở sau những dòng chữ đó thôi. Sử cũ vẫn nhấn mạnh mối thân tình của các nhóm thuộc Bách Việt. Chừng như chuyện này muốn tỏ rằng vốn dĩ tất cả đều chung máu mủ ruột già, ngẫm mà xem. Bạn nghĩ gì về câu chuyện kỳ lạ phía sau Lạc Long Quân và Âu Cơ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Câu chuyện vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng trăm câu chuyện với gần 1.000 trang sách của cuốn Việt Sử Giai Thoại, tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Cuốn sách bao gồm rất nhiều câu chuyện về lịch sử Việt Nam mà ít người biết tới. Ví dụ như 40 giai thoại từ thời Hùng Vương,
hay 51 giai thoại thời Lý, và cả 71 giai thoại thời Trần, và rất nhiều những giai thoại khác của rất nhiều thời kỳ trong lịch sử của Việt Nam. Mình tuy không phải là một người đọc sách nhiều, nhưng sau khi đã đọc qua một phần của cuốn sách Việt sử giai thoại của tác giả Nguyễn Khắc Thuần, thì mình thấy đây là một cuốn sách khiến cho những bạn cảm thấy môn lịch sử khô khan thì sẽ thay đổi quan niệm của mình đấy. Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chưa Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chưa Đọc Truyện.